quên cặp loa nhỏ nhỏ này nè mày. Cặp này 1,7 triệu nha. LX35 này. Cái cặp này nghe cối mâm thang được này nè. Cặp này của Mỹ, bóc audio, cặp này 1,5 triệu nha. À, mình quay chỗ cái model cho anh em coi. Monitors 30. Một cặp, hai cặp. Chỗ này mình có cái Sansui 221 nha. Rồi 2 triệu luôn nha. Mão luôn. 2 triệu luôn nè, con dưới 2 triệu. Con dưới này tích nha. STA16. Có con nào đó. Mấy con này mình còn nhiều lắm nha nè. Đây. Mấy con này nè. Mấy con này cỡ 1,7 triệu nha. Đài bán giỡn của Đức thôi. Con này giờ... cái gì? CD nha anh em. CD radio có line in luôn nha. Cục này là 2,5 triệu. Đủ xài nha. Đây lobo đây. Cục này nó hơi xấu nha. Cái lưng nó này nè. Thấy không? Bên đó nó lột sao hết. Đó. Cặp này 3,5 triệu nha luôn nha nè. JBL Mỹ N28 hay sao. Cặp đang còn mới nè. Lát chụp lại đi. Là con cặp Heco nữa nè. Heco này bán 25 nha. Cặp này 4 triệu nha nè. Bán 25 nha. Con này của Đinh nè. Con này bóc 600. Con này 3,5 triệu nha. Con này của Đinh còn nhiều lắm anh em. Đây nè. Có con này RTV nha. 400. 3,5 triệu luôn. Con này 2 triệu nha. Ghép mình này là của Đinh luôn nè. Nó đài bán dẫn. Ây da, âm ly nè nè. Mấy con này là 2 triệu nè. Nó còn bự bự đây là tầm 3 triệu tới 3,5 triệu nha. Đây. Telefuken. Có Elast nữa nè. 3401 nè. Sapa này. 9120 mà nó mất mấy cái chập nút gạt. Con này cũng lớn à. Đây mình có con beo nữa nha. Con beo 900. Philips này. Philips đó. Amly Philips dạy sò sát nhỏ nè. Con này 1,5 triệu thôi nè. Mà nó hơi xấu nha nè. Mất một nút với lại nó nứt vô đây nè. Nó ràng ràng vô đây nè. Rồi. Con này có 8 track này. Con này 2 triệu luôn nè. Con này bằng 8 track nha. Con Mỹ. Chỗ đây mình có một cái Woodin luôn này nè. Là cái Woodin rồi. Nhìn là biết. Woodin 550. Rồi nhanh luôn. Con này 3 triệu luôn. Đó. Đây mình có một cái Philips này anh em. Philips nha. 1,5 triệu nha. Nó có cái phiểu ra nè. Tồn dài. Có cặp bô này nè. 3,5 triệu nha. 3,3 triệu bán luôn. Mexico. Rồi hết rồi anh em ơi. Lo thì cũng nhiều lắm. Anh em nào chơi inbox nha. Mình nhắn số Zalo cho. Chứ giờ 500 mà mình không có quay hết được. Mấy cặp nhỏ nhỏ cỡ này như 2 triệu nha anh em. 3 đường tiếng của Đức luôn á. Nè về nghiên cứu. Hai cục này 2 triệu này. Này của Đức luôn nha anh em. Hãng này nè cũng. Nó cũng làm âm thanh đời mới rồi á. Đây có cặp bô. À, cái này 501 hay 701 vậy. 6,5 triệu nha anh em. Made in Canada. Cục này 2 triệu này. Sub này. Sub ô tô nha, điện 12V. Dual.